Những ngày qua, khắp tất cả các nền tảng mạng xã hội từ Facebook đến TikTok đều ngập tràn từ khóa Matcha Hunter. Khi bấm vào thanh tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để nhận thấy từ khóa này đang phổ biến. Từ kể chuyện Matcha Hunter, series kể chuyện Matcha Hunter, câu chuyện drama Hunter Matcha đều sở hữu lượng tìm kiếm tăng chóng mặt. Được biết Matcha Hunter là từ ám chỉ quá trình lần theo dấu vết để tìm ra người thứ ba trong mối quan hệ ăn theo series cô bảo mẫu tuyệt vời của gia đình tôi đang rầm rộ trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Từ những ngày cuối tháng 3, chủ kênh TikTok này đã bắt đầu chia sẻ những video đầu tiên về series Matcha Hunter xảy ra trong chính gia đình của mình, cụ thể là gia đình em gái ruột của chủ kênh. Từ drama cô bảo mẫu của gia đình tôi, dân mạng đẩy từ khóa Matcha Hunter lên top tìm kiếm hàng đầu. Những video như bỏ làm để hóng drama hay vừa ăn cơm vừa xem series cô bảo mẫu của gia đình tôi thu hút lượng tương tác khủng. Như đã đề cập, series cô bảo mẫu của gia đình tôi thu hút lượt xem khủng. Diễn biến vụ việc được bắt nguồn từ kênh TikTok có tên P.A.G. Kênh này bắt đầu hoạt động từ ngày 28 tháng 3 và đến trưa ngày 12 tháng 4 đã thu về hơn 200.000 người theo dõi với gần 2 triệu lượt thích. Những con số khủng khiếp này cho thấy mức độ quan tâm của cư dân mạng. Thậm chí các group bàn luận còn được lập ra nhan nhản nhằm cùng nhau hóng biến, tránh tình trạng mất gốc vì lo chủ kênh bị đánh sập. Với tiêu đề cô bảo mẫu tuyệt vời của gia đình tôi, chủ kênh đã bóc trần toàn bộ sự thật về drama của một du học sinh Việt Nam tại Canada. Sau khi nhận công việc làm bảo mẫu cho gia đình của chủ kênh thì nữ du học sinh này có hành vi quan hệ tình cảm ngoài luồng với chồng của em gái chủ kênh. Theo lời kể, gia đình chủ kênh đối xử rất tốt với cô bảo mẫu này, sinh nhật thì rủ đi chơi và tặng quà, thường xuyên gọi đến nhà ăn tối. Tuy nhiên cô bảo mẫu lại nói với người chồng rằng hai chị em chủ kênh sống hơi tệ. Cuối cùng, sau nhiều bằng chứng, cô bảo mẫu và người chồng thừa nhận có quan hệ tình cảm. Cô bảo mẫu này chủ động gọi điện xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt nhưng vẫn tiếp tục có nhiều hành động níu kéo. Ngoài ra cô bảo mẫu cũng viết đơn đồng thuận đàm phán, thừa nhận mối quan hệ trên giấy trắng mực đen. Lý giải về chuyện lập kênh TikTok để bóc phốt, chủ kênh cho biết mình từng có bài đăng trên Facebook nhưng vì các lý do khách quan và chủ quan nên phải xóa đi. Sau đó, nhân vật bảo mẫu vẫn không có dấu hiệu thay đổi, có những hành động gây nguy hại cả về tinh thần, vật chất, tài sản, con cái của em gái mình nên cô quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ. Nhiều người cho rằng điểm hấp dẫn nhất của series Matcha Hunter là cách kể chuyện của chủ kênh. Bằng giọng điệu đanh thép nhưng cũng vô cùng cà khịa, chủ kênh đã phơi bày bộ mặt giả dối của chồng em gái và cô bảo mẫu nhà mình. Khi chủ kênh làm việc với bảo mẫu, nữ du học sinh còn thách thức ngược lại chủ kênh nếu có bằng chứng thì cứ việc gửi về trường, về gia đình của mình ở Việt Nam. Hiện tại, danh tính của nữ du học sinh sinh năm 2002 cũng là cô bảo mẫu trong câu chuyện đang được cộng đồng mạng truy tìm ráo riết. Trên tài khoản TikTok chính thức của chủ kênh, những video bóc phốt Matcha Hunter lên đến hàng triệu lượt xem. Mặc dù liên tục bị xóa clip nhưng chủ kênh đã kịp lưu lại và tạo thêm tài khoản dự phòng để mọi người theo dõi câu chuyện.